đó chính là Long Chấm Vũ. Em biết là bạn ấy sẽ mang ra một cái năng lượng nào đó rất là lớn, cho nên em đang trông chờ cái phần thi của bạn ấy. Và em cũng đứng lên. Lần trước em có xem bạn này trình diễn bao giờ chưa? Em dạ, có xem lần trước không? Dạ chưa, nhưng em đứng lên vì bạn ấy đẹp trai. Hỏi một câu, hỏi một câu để coi coi mình có thất vọng hay hy vọng nha. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa. Em lại phải đứng lên. Mà có vợ rồi. Nước tân lực Rockstar mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Cùng Apple Life Nutrition, chọn dinh dưỡng lành mạnh, đón năm mới an lành. Em đi xuống. Đi ra đi về luôn. Qua cái lần thi trước, em đã cho mọi người thấy cái sức mạnh ở đôi tay của mình. Khi bạn ấy dùng một cái đũa dài mấy mét bằng sắt gắp trứng. Anh Vũ phải sử dụng đôi đũa dài 2,6 mét và nặng 15,5 kg để gắp được trái trứng gà. Lên, cố lên, cố lên. Tức là bạn ấy trải qua hai phần, một phần là dùng đôi đũa 2m6 và gắp 3 quả trứng đặt lên cái miệng lọ. À. Rồi sau đó bạn ấy đến phần, tức là phần siêu tưởng, là dùng đôi đũa 4m6 gắp một hạt đậu phộng. Wow. Tôi rất trông chờ sự quay lại của bạn. Nhưng mà hôm nay cái sự quay lại của bạn nó không đậm đà như cái lần đầu tiên bạn xuất hiện. Lần đầu tiên bạn xuất hiện, bạn còn mang ra một khay với đồ ăn, đồ uống, các thứ đầy đủ. Những thứ ba nó mới tròn chỉnh hết nè. Bạn ra tôi tự nhiên lại thấy nhạt mồm nhạt. Anh Bắc à, đêm còn dài lắm anh à. Anh muốn ăn chứ gì, một lát sẽ có cái cho anh ăn. À thế thì tôi lại thấy đậm đà hơn rồi. Sau cái lần trước mà mình xuất hiện trong chương trình á, yeah, thì như anh Vũ nói là về cũng có rất là nhiều fan hâm mộ đúng không? Dạ, yeah. Thực chất là cũng có khá nhiều người là yêu mến Vũ. Mình cảm thấy rằng đó là cái động lực để mình làm sao mà mình để xứng đáng với cái sự yêu mến đó. Bạn sợ điều gì nhất? Kẻ thù lớn nhất của bạn là ai? Với tôi, kẻ thù lớn nhất của tôi chính là bản thân mình. Chiến thắng chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi do chính mình tưởng tượng ra. Lúc đó, tôi mới là kẻ bất bại. Sử dụng sức mạnh của đôi tay, sức công phá của đôi chân, hay là toàn bộ. Hãy chờ đón xem ở đêm gala này. Vậy thì ngày hôm nay, đến với đêm gala này, Vũ có muốn tiếp tục chinh phục những cái thử thách mà nó liên quan đến sức mạnh đôi tay như ở những cái vòng trước hay không? Đây là một đêm rất là quan trọng đối với mình, cho nên mình phải tận dụng hết tất cả sức mạnh của toàn cơ thể. Hy vọng rằng khán giả cũng như là ban giám khảo cảm thấy mãn nhãn. Có nghĩa là bạn ấy không phải chỉ tập trung sức mạnh ở đôi tay như chúng ta đã từng xem, mà tất cả những cái phần khác trên cơ thể của bạn ấy cũng có thể phát huy sức mạnh và vượt qua thử thách. Vậy thì những cái phần đó như thế nào? Giám khảo có muốn biết ngay bây giờ không ạ? Tôi nôn nóng nôn quá. Nôn nóng lắm. Dạ. Vậy thì xin mời tổ đầu cụ. Đây. Ten ten ten. Đây là một thanh sắt vuông. Giám khảo có muốn xem thử không? Chắc chắn rồi. Cái độ dày của nó nhìn thấy là rỗng ruột đúng không? Nhưng mà cái độ dày của nó cũng không phải là nhỏ nha. 2,4, 2,5 ly đúng không? 30, 60. 30, 60. 36 à? Em chưa hiểu cây này để làm gì luôn á. Để công phá rồi em. Là bẻ gãy dùng công tay, à? Dùng chân, dùng đọc, răng, gãy luôn. Dùng đầu cắn. Cái này là phải là những người có công phu tập luyện. Tôi lên kiểm tra là đeo chất công nghiệp chứ không phải là đồ đẻo đâu nhá. Tôi thấy nó cũng nhạt nhẽo.
nhạt nhẽo à? Đúng rồi. Em sẽ cho nó đậm đà hơn anh nha. Đã có. Xin mời tối đầu cụ. Trời ôi, cái quả sầu riêng. Đây, hồi nãy anh Bắc có nói rằng là anh Bắc cảm thấy rằng không có cái món gì ăn thì nó hơi lạc miệng, đúng không ạ? Bây giờ thì trái sầu riêng này ra rồi anh thấy đậm đà hơn chưa? Anh có phải là người thích ăn sầu riêng không? Hay là anh là người không ăn được sầu riêng? Tôi ăn sầu riêng tốt. Kỳ, em cũng có trồng sầu riêng mà phải không em? Dạ đúng. Em đánh giá về trái sầu riêng này như thế nào? Em thấy trái sầu riêng này là ngon, muối vàng và... Thơm em ơi, thơm nha. Sầu riêng ngon. Sạch đó. Đây cũng sẽ là một trong những món đạo cụ để bạn ấy công phá. Sầu riêng thì công phá gì ta? Thưa quý vị, tôi cầm trái sầu riêng trên tay nãy giờ chừng vài phút thôi mà cảm thấy đau rồi đấy. Cái gai của nó rất là nhọn. Và bạn ấy sẽ làm gì với hai cái món đạo cụ này đây? Đừng có nói là cầm cái thanh sắt đó đập vô quả sầu riêng nhanh là nó không có gì coi hết luôn á. Tức là đây là đạo cụ hết rồi đúng không? Dạ. Còn gì nữa không ạ? Nhiều đây thôi anh, là đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Có thể là đặt quả sầu riêng xuống, dùng thanh sắt một đầu, còn một đầu dùng tay để đấm. Anh còn cái gì khó hơn không anh bác? Tôi không dám tưởng tượng là dùng đầu để mở sầu riêng. Trong thực tế tôi đã thấy người dùng dừa các thứ rồi. Nhưng mà sầu riêng thì chưa. Yeah. Em thì em cứ tưởng tượng cái cảm giác là anh ấy dùng cái đôi tay của mình này đấm làm sao mà để cho cái quả sầu riêng nó tách ra. Mới tưởng tượng thôi mà cảm giác tứa dạ, máu. Dạ, nó kinh khủng. Luật của vòng thi này như sau. Bạn ấy sẽ có tất cả là 4 lượt thi đấu. Lượt thứ nhất như cây sắt mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Không phải chỉ có một cây trên sân khấu như thế này đâu. 10 cây và bạn ấy sẽ dùng chân để công phá nó. Trong thời gian 1 phút đá cong được 10 cây sắt này. Vị chi mỗi một cây sắt bạn ấy sẽ phải tốn 6 giây. Cái điều khó khăn nhất đó chính là thời gian. Và cái điều quan trọng là bạn ấy không phải dùng đầu gối, không phải dùng gót, dùng bàn chân, mà dùng ống quyển. Kế đến là sức chịu đựng của xương. Ôi. Sao nghe đã đau rồi ta. Cái chân của anh có bọc cái gì không? Không. Không. Đó là vòng đầu tiên. Bạn ấy vượt qua được cái vòng 1 sẽ đến vòng 2. Đúng là phải tách sầu riêng ra thì mới có cái cho chúng ta ăn. Nhưng mà tách bằng cái gì mới là quan trọng. Nếu dùng thanh sắt này để đập phá qua sầu riêng bình thường, bạn ấy dùng cơ thể của mình thôi. Thứ nhất, bạn ấy dùng cùi chỏ. Trong vòng 1 phút 30 giây, dùng cái cùi chỏ này để công phá trái sầu riêng, tách ra để chúng ta thấy muối bên trong. Vòng thứ 3, đúng như anh Bắc hồi nãy có nói đến, dùng đầu để công phá trái sầu riêng này, để cho trái sầu riêng cũng vỡ ra và chúng ta nhìn thấy muối bằng đầu của bạn ấy. Ui da, đau quá. Mới dùng tay vỗ như thế thôi mà mình đã cảm giác đau. Và nếu chúng ta cầm trái sầu riêng trên tay như Nghĩa cầm hồi nãy, chỉ chừng 1-2 phút thôi là cái tay nó xăm hết và rất là đau. Nhưng bạn ấy sẽ dùng đầu để công phá nó trong khoảng thời gian 2 phút. Nó thực sự là không tưởng. Trước tiên là phải nói đến hào hứng đã, và sau đó mình cảm thấy rằng phải làm được, phải chinh phục được. Với vòng gala này, mình phải vận dụng tất cả những kỹ năng vừa khéo léo, vừa sức mạnh. Và nó còn đòi hỏi cái quan trọng nhất chính là tâm, lý và ý chí. Cái luyện nội công này nó cũng là một cái dạng gọi là khoa học, sẽ khó giải thích bằng nguyên tắc vật lý đơn thuần. Thực sự là cứ mỗi lần xem biểu diễn công phu là nó thoát hết tim, bởi vì nó vượt quá cái sức chịu đựng về cơ thể mà chúng ta có thể cảm nhận. Dạ. Còn vòng 4 thì mọi người nghĩ nó còn khó như thế nào nữa ạ? Thì em nghĩ là bây giờ là sẽ dùng nắm đấm. Dùng nắm đấm, nếu chỉ dùng nắm đấm thôi thì làm sao nó khó bằng đầu được. Xin mời đạo cụ. Một cái bàn chông đinh sắt. Bạn ấy sẽ đứng trên cái bàn chông này công phá trái sầu riêng. Công phá bằng cách nào anh? Đứng bàn chông rồi công phá bằng cách nào? Dùng tay đấm vào trái sầu riêng. Nhưng không phải chỉ là một nắm đấm đơn thuần,
bạn ấy sẽ phải cầm trong tay một quả trứng gà sống. Và bạn ấy sẽ phải dùng lực như thế nào đó để khi bạn ấy đấm vào trái sầu riêng có thể bể ra nhưng quả trứng gà không vỡ. Trong suốt phần thi này, bạn ấy chỉ được 2 lần làm bể quả trứng. Khi đứng lên bàn trong, bạn có mang giày, mang dép gì không? Chắc chắn là không. Wow. Nếu bây giờ mà đứng trên bàn trong mà mình mang giày thì cái điều đó nó không còn ý nghĩa nữa. Khi mà chúng ta dùng lực ở bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể như hai tay nhé, thì chân sẽ thường phải giãn một xíu và phải giữ thăng bằng. Mà khi giữ thăng bằng thì cơ thể phải dồn xuống thì cái chân nó sẽ đè xuống dưới bàn trong và có thể là sẽ gây tổn thương chân trước cái đã. Chưa nói đi cái tay, còn chừng nào đấm cái đã rồi mới tính đến cái tay nhé. Chỉ tính riêng cái điều đó thì là con thấy ê người rồi. Giám khảo có muốn lên đây xem thử về cái bàn trong hay không? Có chứ. Thử xem, mình đặt tay lên đây mình cảm thấy nó đau như thế nào. Mà mới đặt tay cái lực rất nhẹ đó. Bạn bao nhiêu ký? Em là 65 ký. Sức nặng 65 ký đè lên trên hai bàn chân trên cái bàn trong này ra sao? Nhưng nếu không chuyên nghiệp là nó đâm luôn không anh? Đâm luôn chứ. Đúng rồi em. Bàn trong thật luôn nha. Đây. Mới có ịnh tay xuống một chút thôi mà cảm giác tay nó xăm lỗ. Anh đang làm nghề gì? Đầu bếp. Là đầu bếp. Lại là đầu bếp. Trời ơi, làm ở đâu? Đầu bếp heo quay, quay heo quay vịt nè. Rồi vậy cho địa chỉ, thích ăn heo quay lắm. Có gì tới book mấy cái tiệc Hôm nay Lý Nhớ Kỳ là lời quá. Đúng cái đà này không khéo em mang cả gala về nhà. Tại vì ai cũng tài năng cả. Thưa quý vị, chúng ta đã biết qua về những thách thức mà bạn Vũ sẽ phải vượt qua. Có 4 phần thử thách tất cả. Từng cái một bạn ấy sẽ phải thực hiện nha. Đầu tiên sẽ là cây gậy này bằng sắt với 10 cây, công phá nó trong vòng 1 phút. Xin mời Tô Đô Cụ. Thưa quý vị, trước khi đến với phần thử thách dành cho Vũ thì chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến đơn vị hỗ trợ Herbalife Nutrition. Hãy lựa chọn sản phẩm bữa ăn lành mạnh và thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình từ Herbalife Nutrition, thương hiệu dinh dưỡng uy tín hàng đầu thế giới. Chọn bữa ăn lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rằng những thanh sắt đã được chúng tôi gia cố ở một cái vị trí nó chắc chắn, nó vững vàng, sẽ là cái trụ rất là chắc chắn để cho Vũ có thể thể hiện sức mạnh của mình. Cái này là có vít xuống dưới sàn rồi đúng không? Dạ có. Anh muốn kiểm tra chân của bạn ấy luôn không? Để xem coi là có lót cái gì, kê không, cái gì bên trong hay không. Bây giờ kiểm tra chân thì hết sức bình thường. À là bởi vì là chưa vận công thì nó như là bình thường. Dạ không, em nói rằng nhiều khi sẽ có người nghĩ rằng là bạn ấy có kê, có lót một cái gì bên trong á mà. À kê thì người đấy đi mà kê rồi thử đá trước đi. Dạ. Giám khảo cũng đã kiểm tra cái độ chắc chắn của nó rồi đúng không ạ? Và chúng ta có thấy rằng bạn ấy không hề lót cái gì bên trong cái ống quần của bạn ấy cả. Bạn ấy chỉ sử dụng sức mạnh nội công của cái chân mình để công phá những thanh sắt này. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu chứng kiến phần bạn ấy vượt qua thử thách nha. Mời Vũ vào vị trí. Khi chúng ta đối diện với một cái trở ngại gây nguy hiểm thì tâm lý bao giờ cũng phải đặt hàng đầu, dám đối đầu và ý chí quyết thắng cộng với những kỹ năng mình đã tập trước đó để mình thực hiện. Rồi, em bắt đầu. Thử thách dành cho Vũ, bắt đầu. Khi mà mình bắt đầu công phá cây thép thì mình đã vận dụng tất cả cái lực vào ống quyền. Nhưng yếu tố quan trọng nhất đó chính là tốc độ, mình ra đòn phải dứt khoát. Cây sắt thứ nhất, thứ hai, thậm chí thứ ba, thứ tư thì mình hoàn toàn làm chủ được bản thân. Yeah.
càng về sau cái sự va đập nó sẽ dẫn đến cái sự chấn thương tăng dần. Từ cây thứ 5 trở đi là mình đã bắt đầu cảm thấy rằng chân của mình nó đã đau. Người bằng da bằng thịt mà sắt khi mà va đập vào nhau liên tục trong vòng một thời gian không được nghỉ ngơi, vừa tiêu hao thể lực vừa phải có sức chịu đựng thì chúng ta mới thực hiện được. Đau đớn nhưng mình đã dùng ý chí để mình vượt qua được. Thử thách thành công. Còn lại 33 giây thưa quý vị. Mọi người ơi, mọi người có thể lên đây kiểm tra. Đau quá. Wow. Ủa sao mặt bạn nhẹ như lông hồng ta? À, thông thường nếu mà em đánh ai kia nè thì em sẽ ôm chân thế này. Còn ảnh thì ảnh quỳ xuống ôm đầu. Không biết mọi người có cái cảm giác giống tôi không? Chứ khi mà xem mà ấy đá cái thanh sắt thứ 4, thứ 5 là cảm giác mình bị sợ và không dám nhìn, bởi vì mình sợ rằng cái chân bạn ấy nó sẽ đau. Anh luyện bao nhiêu năm mà để rồi anh đá mà anh cứ cười như nhẹ như lông hồng vậy anh? Mình cũng đã luyện võ cũng lâu lắm rồi, từ năm 12 tuổi. Vũ hầu như chỉ đá mỗi một thanh sắt một lần thôi. Một lần. Và nó đã công như thế này, chỉ có một thanh sắt lần như bạn ấy sẽ phải đá tới hai lần rồi phải. Dạ, đúng rồi. Khi mà mình đã đá đến cái mức độ, đến cái giai đoạn cuối thì thể lực nó sẽ bị giảm. Khi thể lực giảm thì nó liên quan đến rất nhiều thứ thì nó sẽ bị giảm theo. Chúng ta về thôi. Cô Trấn Vũ làm được thôi nhé, anh Vũ là không được. Tôi phải lưu ý điều này nhá. Lâm Trấn Vũ là đang tâm lý đang rất tốt, nhưng những người tập nội công mà lỡ một nhịp ý, là lấy lại rất khó. Cho nên bây giờ chúng ta phải liên tiếp. Đang cái đà như thế này là phải tiếp tục ngay. Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ tiếp tục ngay đến vòng thi thứ hai là sẽ khui sầu riêng, đúng không ạ? Và đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nha. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel.